Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Ngân đây. Mình đang kiểu mở tủ ra và chọn những cái đồ để chuẩn bị đi du lịch. Thì mình ngồi xuống đây và quay cái video này luôn. Tại vì mình cũng vừa pack xong cái vali đồ này rồi. Và trong lúc mà show cho mọi người cái vali này có gì thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một vài những cái tips để có thể đi du lịch một cách gọn gàng hơn, pack đồ một cách gọn gàng hơn, cũng như là nhẹ nhàng nhất có thể. Mình vừa cân thử cái vali này của mình thì nó chỉ có 6 cân thôi, tức là còn chưa đến số cân nặng của hành lý xách tay luôn. Và mình nghĩ là con gái của mình không phải là ai cũng làm được điều này đúng không? Chắc là không thể nào nữa, cùng bắt đầu video của mình luôn nhá. Mở cái vali này ra cho mọi người xem, đây là tất cả những cái đồ mà mình sẽ mang đi trong cái chuyến đi lần này. Mình đang nghỉ giữa kỳ tận gần một tháng cơ, nên là mình dự định đi một vài nơi và trong đó Hội An sẽ là đầu tiên. Có một sự thật đấy là hôm qua mình mới lấy cái vali này ra, chắc là khoảng hơn nửa năm nay mình không có đi đâu mà cần dùng đến vali cả, và mình kiểu quên luôn cả mật khẩu vali là gì. Mình đã phải lên YouTube và search thử là cách mở khóa vali khi mà quên mật khẩu, xong rồi cách phá vali quên mật khẩu các thứ. Mình còn thử dùng cái tờ tiền polymer để thử cái mã số ở cái vali này, nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn không biết là cái mã số là gì, mình vẫn không thử được. Sau đấy thì mình cố thử một vài cái con số nó liên quan đến bản thân một tí, thì may quá cuối cùng sau khoảng gần 10 lần bấm mã số thì mình đã bấm đúng, mở được vali ở đây, không phải mang đến thợ phá khóa, không phải mang đến thợ sửa khóa. Ở trong này đầu tiên cho mọi người nhìn thấy ngay cái này đúng không, thì ở trong này mình cũng không có để ý quá nhiều. Mình nhớ ra là lần này thì mình sẽ định đi ra đảo, ra Cù Lao Chàm ấy, thế nên là mình để vào đây một cái bỗng nhiên quên tên thế này, nhưng mà nó là kiểu túi chống thấm nước cho điện thoại ấy. Nếu mà mình có quay những cái cảnh ở trên đảo thì xung quanh toàn là nước, đeo cái này vào điện thoại cho nó an toàn mọi người ạ. Và ở dưới này thì sẽ có quần áo này, máy làm tóc này. Đây là cái máy làm tóc mà mình kiểu không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Chủ của nó thì là 28 và nó sẽ làm ra được cái tóc xoăn như này. Mọi người cũng rất hay hỏi cái kiểu tóc mình làm trên video ấy, thì mình hay quấn xoăn với cái máy này thôi. Em này thì mình mua hình như cũng chỉ khoảng dưới 300.000 phải, mình dùng khá là lâu rồi và nó chưa có cái dấu hiệu gì cả, dùng bền phết đâu mọi người. Tất cả những cái thông tin sản phẩm ngày hôm nay mà mình pack trong chuyến đi này thì mình sẽ để ở phần mô tả nếu mọi người cần tham khảo nhé. Có một cái tips khi mà đi du lịch của mình đấy là mình luôn pack những cái đồ ra từ cái túi nhỏ một đi, thì khi mà tìm đồ nó sẽ dễ hơn và nó sẽ phân loại đồ dễ hơn nữa. Thì đây mọi người có thể nhìn thấy là mình có những cái túi nhỏ nhỏ như thế này để mình để đồ, còn quần áo thì mình sẽ để thẳng vào vali. Cái túi nhỏ đầu tiên này thì nó là đồ lót bình thường thôi nên là chắc là mình sẽ không show ra. Cái túi nhỏ tiếp theo ở đây thì mình sẽ để những cái đồ mỹ phẩm hay là đồ skincare, đồ cần thiết kiểu mình không biết tiếng Việt nó gọi là gì, nhưng mà tiếng Anh thì nó gọi là toiletries. Một cái tips nữa đấy là trước khi đi thì mình luôn list ra những cái đồ mà mình cần mang theo. Ở đây thì mình có list vào trong journal của mình những cái mục cũng như là những cái đồ mình cần mang theo. Ở đây thì mình sẽ để ở trên màn hình cho mọi người nhìn rõ hơn nhá, nếu mọi người muốn tham khảo để kiểu pack đồ theo thì mọi người sẽ không bao giờ quên những cái thứ essential, những cái thứ cần thiết khi mà bọn mình cần mang đi khi du lịch. Mình để gọn gàng trong một cái túi như thế này thôi. Đây, cái túi này thì mua trên Shopee cũng mấy chục thôi á, mình mua khá là lâu rồi. Và ở ngoài thì chất nó là chất rú như thế này, nó khá là xinh với là thấm nước nữa, nên là nếu mà mọi người để những cái này ở trong nhà vệ sinh của khách sạn ấy thì nó sẽ không bị thấm nước vào những cái đồ đạc của mọi người. Ok, ở trong này thì một thứ không thể thiếu trong mỗi chuyến đi đấy là kem chống nắng mình dùng của Paula's Choice. Cái máy lạ của mình nó chạm vào đây thế là nó lún cả cái hộp luôn, nó kiểu chảy cả cái hộp luôn ấy, trông buồn cười lã man. Thì mình có một cái hộp kem bôi mụn mà mình rất là yêu thích của Dr. Medica, mình dùng đến lọ này là lọ thứ 3 rồi hay lọ thứ 4 rồi ấy. Sao mình là da dầu mụn và mình không biết đã thử bao nhiêu cái loại kem chống mụn rồi, nhưng mà cái này là cái mình thích nhất. Mỗi cái chuyến đi như này thì mình sẽ tối giản skincare nhất có thể thôi, tại vì skincare thì có rất là nhiều bước mà mình không muốn là mình sẽ mang lình kình tất cả mọi cái đồ skincare của mình đi ấy, thì nó kiểu siêu nặng vali luôn. Đi du lịch thì cũng chỉ có 2-3-4 ngày chứ có đi cả tháng đâu đúng không, nên là về nhà mình sẽ giữ bù sau. Đấy thì ở trong này sẽ có một vài những cái cọ mà mình cần thiết này, những cái eyeliner này và chỉ cái máy. Năm này thì mình có ở đây là concealer này, kem nền dạng BB cream của AOA và ba thỏi son nữa. Em này thì là son của Perfect Diary màu số 941, màu kiểu cam cháy ấy mọi người, khá là ok la, trông khá là cháy để cho những cái chuyến đi du lịch. Và cái độ bám màu của em nó cũng rất là tốt nữa. Ở đây thì có một cái thỏi son tint màu dịu dàng nhẹ nhàng hơn. Đây, nhìn này, mình nghĩ là khi đi du lịch mọi người cũng nên mang một cái thỏi son tint, vì ăn uống nó nên dầu mỡ này hay là gì đấy thì nó không bị trôi quá nhiều. À, nó có trôi nhưng mà nó vẫn giữ lại cái lớp base tint khá là xinh ở trên môi ấy, chứ nó không bị trôi hết nhợt nhạt quá. Thỏi son dưỡng Cucu này thì chắc là mình không phải nói quá nhiều, vì mình nghĩ số đông những cái người xem video này ở đây thì đều đã thử qua cái em son dưỡng này rồi. Em này mình nhớ là mình mua có 20 hay là 30 gì đấy thôi, siêu rẻ trong một thỏi son dưỡng, mà cái hiệu quả nó đánh lên môi mình thấy là dưỡng ẩm cũng khá là ok. Thành phần chính của nó thì là những cái bơ hạt mỡ và vitamin E, dầu dừa, nên là nó kiểu organic, khá là lành tính trên môi ấy. Còn
còn lại trong ngăn này thì sẽ có ba cái món đồ. Đây là cái makeup remover dạng khăn ướt này thì nó rất là tiện trong mỗi cái chuyến đi của mình, vì mình hơi ngại mang những cái chai nước để trang đi, nó khá bình thường nó khá là to đúng không, thì mình sẽ phải chiết ra. Đây thì cũng là makeup remover dạng khăn ướt luôn. Cái này thì của Skinever, mình mang hai hãng đi, và một cái phấn phủ siêu siêu quen thuộc của nhà Innisfree. Đi chơi đi du lịch như này mình kiểu không thể thiếu những cái phấn kiềm dầu như này rồi. Cái em này thì nó không có màu nữa nên nó không bị trắng bệch ấy. Ok, và trong cái ngăn ở trên này thì mình có những cái chai chiết ở đây. Mình mang những cái dung dịch kiểu siêu siêu basic luôn. Ở đây thì có dầu xả này. Tại vì bình thường khách sạn thì người ta sẽ thường chỉ có dầu gội với shampoo đấy. Mình sẽ mang thêm dầu xả cho tóc nó bớt khô. Ở đây thì sẽ là sữa rửa mặt. Và cái chai này thì là nước hoa hồng, mình chiết ra từ một cái chai nước hoa hồng của Nhật siêu siêu to ấy. Lúc nào mình thấy da khô quá, thiếu ẩm quá thì mình sẽ xịt cái em này. Bình thường thì mình sẽ hay mang theo xịt khoáng hoặc là nước hoa hồng, một trong hai, để trong một cái chai như này để đề phòng những cái ngày da khô quá. Trong ngăn này thì sẽ có kiểu phụ kiện trang sức, những cái vòng cổ, những cái khuyên tai thôi, và một vài những cái dây chun khi mà mình cần buộc tóc, một vài những cái miếng dán ngực nếu mà mọi người mặc những cái áo ví dụ nó ở lưng như này, hay là kiểu nó không tiện mặc áo ngực ấy thì mình sẽ dán ngực, và một cái bất ly thân của mình nữa. Đấy là mọi người biết cái này là cái gì không? Cái dán mái ấy. Nếu mà mọi người nhìn thấy cái hình ảnh ở nhà của mình thì lúc nào cũng có một hoặc hai cái này dán trên đầu mình, kiểu mình cặp mái lên cho nó đỡ lấy xoáy. Mình mang đi để khi mà make up với cả khi rửa mặt thì sẽ có cái để dán cái mái lên cho nó gọn gàng hơn. Thế là hết cái hộp này rồi. Có một cái túi tote để mình mang đi, vừa là phụ kiện cũng như là vừa để đồ luôn. Đi du lịch thì mang những cái túi tote thế này nó khá là tiện ý, tại mình có thể để nhiều đồ ở trong này hơn. Còn một cái túi nữa ở đây thì là một cái túi không thôi. Cái này thì thực ra là cái túi bọc ngoài của cái túi sách mình mua, cái túi CNK Challenge Key, chỉ là một cái túi vải bình thường thôi mà mình cầm đi để làm gì mọi người biết đâu. Khi mà bách đồ thế là mọi người hãy mang theo một vài những cái túi như này, thì khi mà đi chơi với cái thời gian ngắn như thế mình nghĩ là sẽ ít người có thời gian giặt quần áo hay là gì đấy, nên là mọi người hãy để quần áo bẩn vào trong một cái túi như này và để lại trong vali mang về giặt cũng ok, nếu mà quần áo kiểu không bị quá là bẩn hay là gì ấy. Và tips bách quần áo của mình đấy là những cái quần áo thì mình sẽ cuộn thành từng outfit, từng cái bộ quần áo luôn. Ví dụ ở đây mình có một cái bộ áo phông với cả lá chân váy đuôi cá. Đây, một cái áo phông như này mình mua ở H&M, khá là xinh, nhìn khá là summer. Mình thấy là cái chất vải ở H&M vì nó không quá là dày, không quá là xịn, tại nó là fast fashion mà. Nhưng mà chính vì thế nên là những cái hình in ở áo ấy trông nó khá là hay ho, nó kiểu trông khá là trendy ấy. Mình kết hợp cùng cái chân váy đuôi cá này bằng lụa, trông khá là nhẹ nhàng với màu kiểu blue pastel, nhã nhở. Dạo này ăn mặc từ tiếng người lớn hơn một tí, không quá là trẻ trâu nữa, nên là bắt đầu thích những cái chân váy dài dài như này, kiểu cái chất liệu lụa ấy trông sang chảnh dã man. Để trong vali nó sẽ rất là tiện luôn. Mỗi lần mọi người đi đâu ấy thì mọi người chỉ cần nhấc cái cuộn này ra thôi và mọi người mặc cả cái set đấy luôn, chứ không cần bới tung cái vali ra ấy. Bình thường trước đây khi mà mình pack đồ đi du lịch thì mình cứ xếp gấp gấp vào thôi. Thoạt nhìn qua thì nó khá là gọn gàng, nhưng mà khi mà mình đến chỗ chơi, đến chỗ du lịch ấy, thì mình lại phải bới tung lên để bắt đầu chọn xem là mix and match cái nào cho nó đẹp này. Và cứ chọn bới bới thì nó lại tung lên. Đây thì cũng chẳng phải là một cái tip mới, mình nghĩ là cũng nhiều bạn biết rồi, nhưng mà nếu mọi người chưa biết thì mọi người có thể áp dụng ngay cái tip này trong cái chuyến du lịch sắp tới gần nhất của mọi người nhé. Thì mình cho mọi người xem qua những cái quần áo mình mang đi trong chuyến này. Mình định là lúc mà mình đến khách sạn thì mình mới quay cơ, nhưng mà sợ đến một cái là đi chơi không có thời gian quay ấy, nên là mình quay bây giờ luôn. Nếu mọi người muốn xem mình mặc quần áo này lên người như nào thì nhớ subscribe để xem những cái vlog du lịch tiếp theo của mình, và xem là mình mặc những cái outfit này lên người như nào nhá. Ở đây thì là một cái áo yếm mình mặc với cả quần đùi trắng này. Em này cũng là màu hồng pastel có hai lớp này, trông bay xinh nhở. Trong chuyến này đi Hội An thì mình sẽ chọn những cái đồ khá là nhẹ nhàng, khá là nữ tính. Mình nghĩ là mặc lên sẽ hợp với Hội An ấy. Em áo này thì còn có một cái dây ngoài như này thì mọi người có thể buộc nơ cổ ấy. Mình lấy để cuốn vào đây luôn cho nó gọn. Tiếp theo là một cái váy, cái này thì là váy liền luôn, tay bồng nha và có nơ ở ngực khá là xinh như này, váy ngắn mọi người ạ. Em này thì mình đã có quay ở trong một cái video trước của mình rồi, những cái váy mà mình mới mua ấy, mọi người có thể xem kỹ hơn ở video trước đấy. Em này màu hoa hồng khá là nổi, mình nghĩ là khi mà đứng cạnh những cái bụi hoa giấy ở Hội An thì nó sẽ rất là hợp. Tiếp theo một cái váy liền nữa, đây là một cái dáng dài, cái bạn này đắp chéo trông khá là dịu dàng, tay thì là tay ngắn vừa phải. Ở đây là một cái váy yếm, em này thì là trắng trơn thôi và nó kiểu bồng này, hai lớp mọi người ạ. Cái chất voan này siêu siêu mềm mịn luôn, mình đã từng thử rất là nhiều những cái quần áo khác nhau nhưng mà mình chưa từng thấy một cái voan nào mà nó lại mềm như này, sờ vào thích cực luôn ý. Mặc em này lên trông sẽ khá là thơ đấy. Và mình có một cái scrunchie màu trắng, mình có mua rời từ không biết là bao giờ rồi, mình cầm đi để mặc cùng cái em này luôn, mình nghĩ là cũng khá là hợp. Buộc vào đây luôn cho nó gọn. Outfit cuối cùng, cái này thì mình không thể cuộn vào được tại nó khá là to. Cái này thì là một quần jean. Trong này thì mình sẽ có một cái set bikini màu xanh trông khá là rực cháy, trông khá là chiến. Đây, màu xanh nó chưa hẳn là xanh neon nhưng mà màu xanh này cũng khá là nổi, cả ở trên cả ở dưới trông đều khá là táo bạo đấy. Thì mặc em này riêng trông nó hơi bị hở quá nên là mình kết hợp cùng với một cái quần jean màu trắng như này. Em quần này siêu siêu dài luôn, mình mặc lên kiểu hơi bị chấm đất một tí nhưng mà mình sẽ đi cùng sandal cao. Cái em này mình mua có hơn 100 cánh thôi nhưng mà mặc lên phải nói là tôn dáng bất ngờ luôn đấy. Và trong cái set này thì mình có cầm theo một cái áo khoác nữa, cái này không phải là áo khoác mà thực ra nó là một cái áo sơ mi màu trắng, mình định là mình sẽ khoác ở ngoài và mặc theo kiểu style như này. Trông nó cũng khá là đẹp mà nó lại không hở quá, thì mình là một cái con người không
không thể sống thiếu pyjama, nên là trong mỗi chuyến đi mình luôn cầm theo một cái bộ này nữa, bộ pyjama cộc tay thoải mái thôi, cú tay hụt me hình ấu phu các thứ. Ban ngày lồng lộn đủ rồi, ban đêm thì cứ phải thoải mái là trên hết đúng không? Từ lúc mà mình thử mặc pyjama một cái là cho đến bây giờ mình không thể nào mà đi ngủ khi mà mình chưa thay ra cái bộ pyjama luôn ý. Thực sự là mặc đi ngủ siêu siêu thoải mái. Một cái túi con nữa, mình để những cái thuốc mà mình cần khi mà mang đi du lịch, tại vì thỉnh thoảng khi mà ăn những cái đồ lạ thì có thể là mình sẽ bị đau bụng hay là gì đấy. Thế nên đây là một cái hộp thuốc bất ly thân của mình trong mỗi chuyến đi. Một vài những cái băng ego này để nhớ có xước xác ở đâu đấy, vài viên paracetamol nữa. Mình không có cầm cả vỉ to đúng đi mà mình chỉ cắt một cái đoạn như này thôi. Và trong này mình có để một vài những cái khẩu trang nho nhỏ nữa, mặc dù mình có cầm khẩu trang ở bên ngoài nhưng mà mình cũng sẽ cho ở đây để nếu mà ai cần hay là nếu mà thiếu thì mình sẽ lấy ra dùng. Không biết là mọi người có như mình không, nhưng mà mỗi lần mình cởi khẩu trang ra ăn uống ở đâu đấy thì khi mà mình đứng dậy khỏi bàn ăn chẳng hạn thì mình sẽ làm rơi khẩu trang. Khẩu trang y tế là một cái mà luôn biến mất rất là kỳ lạ luôn ý. Và thế là cái vali của mình đã hết sạch rồi đấy, chút xíu đơn giản đúng không? Mình sẽ cầm theo một cái túi để đi ra sân bay nữa, một cái túi tote luôn. Nhìn này, bằng chất liệu jean. Cho mọi người xem luôn ở trong này có gì, tại vì nó cũng không có quá nhiều đồ đâu. Mình cầm theo ở trong này là một cái gimbal cho điện thoại này. Kẹp điện thoại vào đây như thế này. Và cái em gimbal này thì nó có thể mở ra ba chân để có thể đứng được khá là chắc đấy. Và nó cũng có thể kéo dài ra như thế này nữa. Đây, đây là độ dài mắt của em nó. Nó không quá là cao như là cái gimbal máy ảnh đâu, nhưng mà mình thấy là nó cũng khá là tiện ý. Và nó có cả cái chức năng là Bluetooth nữa, mọi người có thể tháo cái em này ra. Và nếu mà đặt chân máy xa ra để quay một cái footage đi du lịch chẳng hạn thì mọi người cũng có thể điều khiển bằng cái em này luôn. Nó khá là tiện. Mình đã thử rất là nhiều những cái gimbal khác nhau cho điện thoại rồi, và mình thấy em này cho đến bây giờ là một cái tiện nhất mà mình từng thử. Không thể thiếu trong này là một cái ví, trong này mình sẽ đựng tiền lẻ này và những cái thẻ, những cái chứng minh nhân dân bay trong nước, nên cũng không cần hộ chiếu, không cần passport gì cả, nên thế này là đủ rồi. Có một cái kính râm này thì mình để ở trong túi như thế này để cho nó vứt vào trong túi to, chạy linh tinh ở trong cái túi này thì nó không bị xước kính ấy mọi người. Đây, đeo vào thì vừa đỡ nắng vừa là phụ kiện được luôn. Tiếp theo thì mình có một cái cuốn sách, cuốn này là Trong lòng tuyết giống một ngày xuân của tác giả Vương Thu Chân. Mình chưa có đọc một tí nào ở trong quyển sách này hết. Em này thì là một trong những cái cuốn sách mà mình mới order gần đây. Thực ra thì quanh năm ngày tháng mình cứ order sách kiểu từng đợt đi. Mỗi cái đợt mà có thời gian được nghỉ như này thì mình lại càng order nhiều hơn. Và cầm đi như này nếu mà trong chuyến bay hoặc là lúc chờ đợi chuyến bay chẳng hạn, mình không có gì để làm, mình chán quá thì mình sẽ lấy ra để đọc. Một cái mũ bắc kịt này, khá là đơn giản thôi, màu trắng như thế này, nếu mà trời nắng quá thì mình sẽ lấy ra để đội. Cuối cùng ở trong này còn hai món, đấy là một cái chai nước rửa tay. Cái em này thì là mùi cho kit, mùi kiểu hương cam khá là dễ chịu ấy. Dịch như thế này thì cứ cầm một cái chai nước rửa tay đi du lịch cho chắc ăn cho an toàn. Và cái bình này thì là bình giữ nhiệt của Lock & Lock, anh Tun mua cho mình, trông khá là tối giản, giữ nhiệt cũng rất là tốt. Với cả nhìn cái dáng bình này, nó basic, nó đơn giản, rất là đẹp luôn ý. Khi đi du lịch mọi người có thể để nước mát ở trong này hoặc là cái nước gì đấy, cà phê chẳng hạn, ở trong này để khi nào thiếu nước, khi nào mệt thì mọi người lấy ra uống luôn, nó sẽ khá là tiện và mọi người sẽ không cần phải mua nước ở đâu cả. Nhiều lúc cần mua nước cũng bất tiện phết đấy chứ. Thế nên để một cái bình nước ở trong túi như thế mọi người ạ. Ok, và đó là những cái tip mà mình hay dùng để pack đồ đi du lịch. Và nhân tiện ngồi pack đồ thì mình quay cho mọi người xem luôn. Mình mong là mọi người đã thích video này. Hẹn mọi người trong video lần sau.